Chào các em, hằng ngày tai của chúng ta nghe được rất nhiều âm thanh trong cuộc sống. Những âm thanh ấy được phát ra từ đâu? Làm thế nào để chúng ta có thể làm cho vật phát ra âm thanh? Các em cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay. Qua bài học hôm nay, các em sẽ biết được những âm thanh cuộc sống phát ra từ đâu. Các em sẽ biết và thực hiện các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh. Nêu được ví dụ hoặc tự làm thí nghiệm đơn giản, chứng minh được mối liên hệ giữa rung động và phát ra âm thanh. Để tiết học được hiệu quả, các em hãy chuẩn bị trước một số vật dụng sau nhé. Giấy vụn, một nắm gạo, sỏi, thước kẻ, bút hoặc bất kể vật dụng gì mà các em có. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu âm thanh phát ra từ đâu. Cô mời các em hãy lấy giấy bút ghi lại các âm thanh mà em nghe được mỗi ngày và phân loại chúng theo các nhóm sau. Nhóm 1, âm thanh do con người tạo ra. Nhóm 2, âm thanh không do con người tạo ra, hay còn gọi là âm thanh có trong tự nhiên. Nhóm 3, âm thanh nghe được vào buổi sáng. Nhóm 4, âm thanh nghe được vào ban ngày. Nhóm 5, âm thanh nghe được vào ban đêm. Em đã ghi được bao nhiêu âm thanh rồi? Bây giờ hãy cùng cô điểm qua các âm thanh trong cuộc sống nhé. Hằng ngày ta có thể nghe được rất nhiều âm thanh khác nhau, từ các âm thanh có trong tự nhiên như tiếng kêu của các loài vật, tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, đến các âm thanh do con người tạo ra như tiếng trò chuyện, tiếng em bé khóc, tiếng cười, tiếng còi xe, tiếng đàn, tiếng hát. Như vậy, qua tìm hiểu bài, ta có thể rút ra kết luận âm thanh có thể có ở mọi lúc, mọi nơi. Âm thanh có thể nghe được từ tiếng còi, tiếng máy nổ của xe cộ, tiếng nói của người, tiếng kêu của động vật, tiếng sấm, sét, tiếng nước chảy. Vừa rồi, các em đã tìm hiểu và biết được âm thanh phát ra từ đâu. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách làm vật phát ra âm thanh nhé. Với các vật dụng mà các em đã chuẩn bị như gạo, sỏi, thước, hộp bút hay bất kể một vật dụng nào mà xung quanh các em có, các em hãy thử tìm cách để chúng có thể phát ra âm thanh nhé. Các em đã tìm ra cách để vật phát ra âm thanh chưa? Bằng cách lấy thước gõ vào hộp bút hay cho gạo hoặc sỏi vào hộp bút lắc lên, ta có thể tạo ra âm thanh. Như vậy, vật có thể phát ra âm thanh khi con người tác động vào chúng. Vật có thể phát ra âm thanh khi chúng có sự va chạm với nhau. Với các cách làm cho vật phát ra âm thanh khác nhau, ta sẽ tạo nên được những âm thanh khác nhau. Sau đây, chúng ta sẽ tiến hành các thí nghiệm để chứng minh mối liên hệ giữa rung động và sự phát ra âm thanh. Thí nghiệm 1, các em hãy rắc một ít giấy vụn lên mặt trống hoặc một vật tương tự như thế, thực hiện theo các bước và quan sát hiện tượng xảy ra. Thứ nhất là gõ nhẹ mặt trống, sau đó hãy gõ mạnh hơn, rồi đặt tay lên mặt trống đang rung xem có hiện tượng gì xảy ra nhé. Các em đã thực hiện xong các thí nghiệm chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm chứng lại kết quả xem có giống nhau không nhé. Khi ta gõ nhẹ vào mặt trống, các mẩu giấy vụn rung động nhẹ, trống kêu nhỏ. Còn khi ta gõ mạnh hơn, các mẩu giấy vụn chuyển động mạnh bay lên, rơi xuống, trống kêu to hơn. Còn khi ta đặt tay lên mặt trống đang rung, mặt trống không rung, trống không kêu. Thí nghiệm 2, các em hãy đặt tay vào cổ mình như hình và nói thật to: khoa học thật lý thú. Và bây giờ các em hãy nói cho cô biết xem tay của em có cảm giác gì.
có phải các em đã cảm nhận được dây thanh quản ở cổ mình rung lên đúng không? Các em biết không, dây thanh quản rung động giúp con người phát ra âm thanh khi nói. Vì vậy, nếu dây thanh quản bị viêm hoặc sưng tấy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nói, gây ra hiện tượng khàn tiếng, mất tiếng, giọng nói lúc này có thể bị bóp méo hoặc thều thào rất khó nghe. Cho nên các em hãy giữ gìn sức khỏe, hạn chế dùng đồ lạnh để bảo vệ dây thanh quản của mình nhé. Vậy qua hai thí nghiệm vừa rồi, ta có thể kết luận âm thanh do các vật rung động phát ra, đây cũng chính là ý quan trọng nhất của bài học này, các em hãy ghi nhớ nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô mến chúc các em học tập thật hiệu quả nhé. Chào các em.